Cựu người mẫu Trang Trần nói gì khi đám cưới bị trễ khách mời? Trước đó, số lượng khách mời tại đám cưới của cựu người mẫu Trang Trần từng là chủ đề được cư dân mạng không ngừng bàn tán ở trên mạng xã hội. Vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần và chồng là Louis Trần đã tổ chức đám cưới tại thành phố Đà Lạt sau nhiều năm chung sống. Ngay sau đó, mọi thông tin liên quan đến đám cưới của Trang Trần đã trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi ở khắp diễn đàn lớn nhỏ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số đoạn video ghi lại khung cảnh được cho là ít khách mời rời rạc tại ngày vui của cựu người mẫu. Đặc biệt, một bài viết ở trong diễn đàn về showbiz có nội dung đám cưới mà tôi tưởng đang xem đóng phim. Ghế trống khách mời leo tèo, còn lại là nhân viên nhà hàng ra ngồi đang nhận về lượt tương tác khủng từ cư dân mạng. Mới đây, một khán giả đã để lại câu hỏi ở tài khoản cá nhân của cựu người mẫu, sao Trang lại bị nói như này vậy? Và kèm theo hình ảnh chụp màn hình bài viết gây xôn xao cõi mạng. Đứng trước thắc mắc này, Trang Trần thẳng thắn cho biết, ha ha, dạ đây không thích mời nhiều nhé. Đám cưới không phải là chỗ để thể hiện sự hùng hậu về quân số. Trước đó, Trang Trần từng chia sẻ về dự định tổ chức hôn lễ ấm cúng với sự xuất hiện của người thân, bạn bè lâu năm. Cô viết, chúng tôi sẽ cưới vào ngày 27 tháng 5 ở một địa điểm ngoài trời tại Đà Lạt. Vợ chồng tôi muốn hôn lễ diễn ra giản dị, thân tình, ấm cúng nên chỉ mời 50 khách, gồm người thân và bạn bè gắn bó lâu năm tham dự.